Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng riêng năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Ất Tỵ tháng canh dần, năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường, giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim Quỷ. giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bạo quang giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao giờ Kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trần, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành nhìn mệnh phú đăng hỏa ngày ất tỵ tức can sinh cho chi có nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm phú đăng hỏa kỵ tuổi kỵ hợi tân hợi ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày tỷ, lục hợp với thân tam hợp với sửu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tí. vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi quý hợi tân hợi tân tỵ, tuổi sung trong tháng, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thụ tử thì xấu, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương, hay còn gọi là sao diệt môn, sáu mọi việc, sao tiểu hồng sa, sáu mọi việc, sao tiểu hao, sáu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao hoang vu, sáu mọi việc, sao nguyệt hỏa, sáu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao thần cách, kỵ về tế tự, sao băng tiêu Ngọ hãng sáu mọi việc, và ngày hôm nay là ngày sát chủ, sáu mọi việc, sao nguyệt hình, sáu mọi việc, sau ngủ hư kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng đông nam và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 Mời các bạn cùng theo dõi Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý á cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần phù trợ cho nên với bạn tuổi Tý sẽ được hưởng phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay nhất là đối với những ai làm nghề tự do kinh doanh buôn bán bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh do bạn tính cần cù chăm chỉ và mọi người sẽ giới thiệu cho bạn có được những mối đầu tư có lợi nữa trong ngày này đối với những bạn làm công ăn lương thì có được một ngày khá chi là yên bình bạn xây dựng được những mối quan hệ với đồng nghiệp hài hòa, đoàn kết cho nên hiệu quả và chất lượng công việc đều được cải thiện, thời gian làm việc của bạn cũng được rút ngắn đáng kể. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khác với họ, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn không được như ý muốn, cái mối quan hệ của bạn tuổi Tý và người nhà không được như ý, có thể là dù có những ý kiến mâu thuẫn với nhau, bạn không nên khăng khăng làm theo ý của mình, mà bác bỏ những ý kiến của người khác, của nửa kia một cách vô lý. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim được hưởng phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy đoàn kết quan hệ hài hòa với mọi người. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa làm việc hiệu quả chất lượng. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ không nên khăng khăng với ý kiến của mình từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc vợ chồng bất đồng quan điểm với nhau và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Sửu dễ dàng khẳng định được vị thế của mình nếu như làm trong các công việc như nghệ thuật, y học, dịch vụ. Với sự nhanh trí của bạn tuổi Sửu, bạn thường xuyên đưa ra được những ý kiến chính xác khiến cho mọi người khâm phục nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Sửu, bạn cũng cần phải linh hoạt hơn trong quá trình xử lý tình huống thực tế, không nên lúc nào cũng tuân theo những quy định cứng nhắc Đôi khi, nghe theo cảm tính lại giúp cho bạn có được những quyết định đúng đắn hơn là theo lý trí của mình. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu rất hài hòa với nửa kia. Cho dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất với nhau. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim được nhiều người xung quanh khâm phục, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy khẳng định được vị thế của bản thân, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa cần linh hoạt hơn trong cách xử lý tình huống, tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ lắng nghe thiêu trái tim của mình, tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc tin tưởng vào nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao Tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 5 sao Con số may mắn Số 3 Số 7 Giờ tốt Từ 19 giờ đến 21 giờ Màu sắc cát tường Màu vàng Màu ghi Quý nhân phù trợ Tuổi tí Tuổi tỷ Tuổi giàu Từ vi tuổi dần, thứ sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, ạ. cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hình cho nên với bạn tuổi dần không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai nên công việc của bạn trở nên nặng nhọc và căng thẳng hơn hẳn. Bạn mệnh tuổi dần sẽ phải hoàn thành tất cả mọi nhiệm vụ công việc bằng công sức của chính mình và bạn tuổi dần bạn không nên sốt ruột và nóng nảy bạn cần phải chú ý giải quyết từng công việc một thật cẩn thận đừng có cố làm mọi việc thật nhanh chóng cẩu thả bởi chỉ cần sai một bước nào đó là có thể làm cho bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu bên cạnh đó vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh cho thấy bạn tuổi dần cần phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình Thì chắc chắn bạn sẽ được báo đáp xứng đáng trong tương lai Vì vậy bạn tuổi dần cần phải chú ý để phát huy điểm mạnh của mình Và cố gắng cải thiện những điểm chưa được tốt Vậy từ vi tuổi giáp dần thuộc thủy gánh vác nhiều công việc nặng nhọc tử vi tuổi bính dần thuộc họ không nhận được sự giúp đỡ của người khác tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ không nên làm việc một cách cậu thả tử vi tuổi canh dần thuộc mộc phát huy điểm mạnh của mình tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim suy nghĩ tích cực hơn về tương lai vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 1, số 4, giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão tuổi tốt. Từ vi tuổi mão thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Mão và những người trong gia đình rất chi là hòa hợp. Mỗi khi bạn gặp chuyện gì khó khăn, các thành viên trong nhà đều sẽ cùng lắng nghe và thảo luận với nhau để tìm ra phương án giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất nửa kia của bà tuổi mão cũng là người rất tháo hiểu và tâm lý có nhiều khi người ấy có thể đoán được những suy nghĩ và mong muốn của bạn mà không cần bạn phải nói ra thành lời vì vậy với bà tuổi mão cần phải quan tâm nhiều hơn tới nửa kia để cho người ấy cũng cảm nhận được tình cảm mà bạn dành cho người ấy Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mão cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh báo hiệu cho bạn biết đang có được những tin vui về nguồn tài lộc đến với mình. Với bạn tuổi mão, bạn là con giáp, giàu có, có thể phát tài một cách nhanh chóng, dựa vào vận may hoặc là bằng các công việc từ nghề tay trái. Đây cũng là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy các thành viên trong gia đình có được sự hòa hợp tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa nửa kia thấu hiểu và tâm lý tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ nhận được tin vui về tài lộc tử vi tuổi tân mão thuộc mộc hãy tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa tử vi tuổi quý mão thuộc kim thể hiện tình cảm rõ ràng hơn với người ấy vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phụ trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi Thìn thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi Thìn ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Thìn phát triển tốt nếu làm trong những công việc như là nghiên cứu hay là học thuật ngày này đối với những bạn phải thi cử thì cũng gặp được nhiều sự may mắn Cốt là bạn cần phải luôn nắm vững kiến thức trong đầu và không lơ là, sơ suất, chủ quan. Bà tuổi thìn, bạn là người thông minh, nhân từ và không ham danh lợi. Nhưng chính cái điều ấy cũng khiến cho bạn trở nên thiếu đi trí tín thủ, thậm chí là có sự trì trệ. Nếu như bạn tuổi thìn, bạn không chịu cố gắng phấn đấu mà cứ đứng in một chỗ, tất cả mọi người sẽ nhanh chóng vượt lên trên bàn và xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn ngày này là ngày tốt để cho bạn thực hiện tất cả mọi công việc do đó nếu như bạn đã lên kế hoạch cho công việc từ trước đó thì bạn nên thực hiện ngay chớ cố chần chừ do dự kẹo lại bỏ lỡ mất cơ hội tốt với mình về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ nhận được nhiều may mắn trong việc thi cử tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ hãy đặt ra những đích đến rõ ràng cho mình tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc không nên vội hài lòng với thực tài tử vi tuổi canh thìn thuộc kim không nên sơ suất lơ là trong công việc tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy thực hiện những công việc đã lên kế hoạch từ trước Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan độ mệnh cho nên với bạn tuổi tỵ có thể được thăng quan tín chức trong ngày hôm nay với những điều mà bạn đã làm được lại đạo đánh giá cao. Vì vậy, bạn tuổi tỵ cần phải tiếp tục để phát huy điểm mạnh của mình, có thể phát triển hơn nữa, bạn sẽ được thăng tiến nhanh hơn. Bạn tuổi tỵ, bạn vốn là người có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc gì cũng vô cùng là nghiêm túc, chỉn chu, thế nhưng bạn lại dễ trở thành người bảo thủ, cứng nhắc, bạn cần phải học cách suy nghĩ linh hoạt hơn, đừng có để cho mình phải mãi đi theo một lối mòn cũ kỹ nào đó. Ngày này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có hỏa khí vượng, nhắc nhở bạn tuổi tỵ không nên cư xử quá nóng nảy. Nếu có việc gì gây khó dễ, bạn không nên giữ ở trong lòng, rồi đến một lúc nào đó bùng nổ mà bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ làm việc nghiêm túc có tinh thần trách nhiệm cao, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, không nên suy nghĩ theo lối mòn cũ kỹ. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, tính cách bảo thủ, khó tiếp thu những cái mới. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, tâm sự với người đáng tin cậy. Và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 3, số 6, giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi ngọ, tuổi giàu. Từ vi tuổi ngọ thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển một cách thuận lợi do đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ mọi kế hoạch mà bạn mệnh tuổi ngọ đã đặt ra trong ngày hôm nay đều có những bước tiến triển đáng mừng bạn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp trong công việc chỉ cần bạn cố gắng hết mình trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay cũng vô cùng là hài hòa. Bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính ngày này. Nếu như bạn đang có khúc mắc gì, bạn hãy mạnh dạn xin ý, ý kiến của mọi người xung quanh bởi sẽ chẳng có ai kiêu kiệt những lời khuyên hữu ích dành cho bạn đâu. Bạn tuổi ngọ, nếu có việc cần phải xuất hành đi xa trong ngày này, bạn mạnh nên chú ý đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Đây là hai hướng đi giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi, tiến triển suôn sẻ hơn. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim thực hiện mọi việc theo đúng như kế hoạch, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa mạnh dạn trao đổi ý kiến với người khác tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ công việc phát triển thuận lợi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc có bước tiến triển trong sự nghiệp vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu da cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mùi, thứ sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với ba tuổi Mùi á cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày họ sinh cho thổ vượng, cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân thì có được một ngày đào hoa nở rộ. Bạn tuổi mùi dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với nhiều người khác phái ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên và bạn cần phải quan sát thật kỹ để nhận ra ai là người thực lòng và phù hợp nhất với mình. Ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì có được một ngày rất chi là bình yên. Sự quan tâm và tháo hiệu của nửa kia khiến cho bạn luôn tin tưởng và vững vàng đối diện với mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Bạn tin rằng hai vợ chồng đồng lòng thì có thể vượt qua được mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Tuy nhiên á, Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này cảnh báo rằng công việc của bạn tuổi mùi lại chẳng được thuận lợi như chuyện tình cảm, có thể sẽ có kẻ tiểu nhân xuất hiện ngáng trở bạn, mang lại nhiều rắc rối cho bạn. Tuy nhiên với bạn tuổi mùi, bạn không cần phải quá lo lắng trở thành người hay do rồi do, do dự bởi ý đồ của kẻ đó cũng sẽ sớm muộn lộ rõ bộ mặt mà thôi. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy có được cơ hội tìm được nửa kia. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa chú ý kẻ tiểu nhân ngáng đường mang lại nhiều phiền phức. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ tin tưởng vào nửa kia của mình. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc suy nghĩ tỉnh táo không để bị lừa gạt. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 1 số 8 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Hợi tuổi Mão tuổi Dậu Từ vi tuổi Thân thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi Thân á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Thân trong ngày này với bạn vốn là người có tính cách cởi mở và tư tự phóng khoáng dưới sự tác động tích cực của ngũ hành nhị hợp làm cho bạn tuổi thân dễ dàng tiếp thu được những ý kiến đóng góp của mọi người, vì vậy mà công việc của bạn dù có khó khăn cũng tiến triển một cách thuận lợi hơn nhiều. Bạn tuổi thân, bạn hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, tuy vậy không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn, thậm chí có những kẻ tiểu nhân còn có, còn sẵn sàng cơ hội làm tổn thương đến bạn nữa. Xong, dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, bạn tuổi thân cũng cần phải kiên cường, không nên quá bi quan. Vận trình ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này làm cho bạn rất dễ khắc khẩu với nửa kia trong ngày. Rồi ý kiến đôi bên của một đôi chỗ mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều trong tình trạng nóng nảy thì tốt nhất là nên tạm dừng cuộc trò chuyện lại. Đợi thời điểm thích hợp, hãy trò chuyện với nhau về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy có suy nghĩ cởi mở phóng khoáng tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa công việc tiến triển thuận lợi tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ đề phòng kẻ tiểu nhân gây tổn hại cho mình tử vi tuổi canh thân thuộc mộc không nên suy nghĩ quá bi quan tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim vợ chồng dễ mau thuẫn, khắc khẩu với nhau vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ tử vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ Dậu Sửu phù trợ cho nên với bạn tuổi Dậu đang có được sự quyết đoán làm cho bạn có thể chinh phục được lòng tin của mọi người, thậm chí là đưa cả thập thể vươn tới thành công nhanh hơn. Đây chính là thời điểm mà bản mệnh tuổi Dậu thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Tuy nhiên, với bạn tuổi giàu, bạn lại quá mức thẳng thắn, nhất là khi có ý định phê bình ai đó, bạn có biết rằng lời trách móc nặng nề của mình, dù là đúng, nhưng vẫn gây tổn thương cho người khác và bạn tuổi dậu nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn để không mất lòng người nghe. Ngày này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim, cho thấy về cái mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không được hài hòa cho lắm. Nguyên nhân có thể là vì bạn luôn áp đặt những suy nghĩ của mình và bắt con trẻ phải nghe theo. Nếu như thật sự muốn cải thiện tình hình thì bạn cần phải thay đổi tính cách này của mình về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy thể hiện được khả năng lãnh đạo tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa chinh phục được lòng tin của mọi người tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ chú ý cách sử dụng từ ngữ tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc chưa thực sự tháo hiểu con cái của mình tử vi tuổi quý dậu thuộc kim không nên áp đặt quan điểm cho mọi người vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tốt thứ sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ của bạn tuổi Tuất với gia đình rất chi là hòa hợp. Bạn mệnh luôn tôn trọng ý kiến của mọi người vì hiểu rằng người thân luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mình với nửa kia bạn tuổi tốt là một người vợ, một người chồng có trách nhiệm, bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình, dù sự nghiệp có khiến cho bạn mệt mỏi tới đâu đi chăng nữa. Bạn quan điểm đã là vợ chồng thì phải giúp đỡ và chia sẻ mọi việc, uh, mọi công việc dù là lớn hay là nhỏ cùng với nhau bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh đây là dấu hiệu tích cực trong công việc của bạn nhờ có tính cách điềm tĩnh và chững chạc mà bạn ít khi đưa ra những quyết định sai lầm cấp trên có thể giao cho bạn những công việc trọng đại cần độ chính xác cao nữa về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa tôn trọng ý kiến của bè trên tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ là người vợ, người chồng có trách nhiệm, tử vi tuổi mậu tốt, thuộc mộc, quan tâm, chăm lo đến gia đình, tử vi tuổi canh tốt, thuộc kim, nhận được sự tin tưởng của cấp trên, tử vi tuổi nhâm tốt, thuộc thủy, tính cách điềm tĩnh, đưa ra những quyết định chính xác. Vài đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi hợi, thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có sự tác động của cục diện ngũ hành tương xung cho thấy bạn tuổi hợi đang thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình cho nên dễ khiến cho mọi người chê cười bạn bạn bà tuổi hợi bạn là người có tham vọng nhưng vì muốn chứng minh bản thân mình cho nên thường rơi vào tình trạng ôm đồm quá nhiều việc. Bạn cần phải bình tĩnh hơn trong mọi việc bởi thành công không bao giờ đến một cách nhanh chóng và dễ dàng mà đều cần phải trải qua một quá trình không ngừng nghỉ, phấn đấu, cố gắng. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thủy khắc với họ cho thấy về phương diện tình cảm của bạn cũng không được như ý bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình nếu như có bất mãn trong lòng thì bạn nên nói ra đội đôi bên cùng giải quyết và tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa thích thể hiện quan điểm của bản thân tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ chú ý hoàn cảnh đối tượng giao tiếp tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc không nên ôm đồm quá nhiều công việc tử vi tuổi tân hợi thuộc kim không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy thành công không đến một cách nhanh chóng và dễ dàng vài đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi mùi, tuổi tí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. สิ่งเจ้าของล